Bùi Huyền ôm Tiểu Hạo, vỗ vỗ đầu cậu bé, đi du lịch với mẹ con phải chăm sóc các em cho tốt, con là anh cả, không được nhõng nhẽo. Con biết rồi cha, Tiểu Hạo hưng phấn liếm mặt cha mình một cái, để lại một vệt nước miếng dài. Ặc, con thèm thịt rồi à? Tử Kỳ cười nói, nghe Tiểu Thập Thất nói, nó bế quan trong động hồ ly, vừa rồi bị Nhan Nhan gọi ra. Tổ Lỗ phát cho mỗi đứa trẻ một cái túi chữ vật nhỏ, bên trong là đủ loại món ngon mà chúng thích ăn, đói thì lấy ra ăn cho đỡ. Nào, Tiểu Hạo, con cầm thêm một cái nữa. Tổ Lỗ cười híp mắt đưa cho Tiểu Hạo hai cái túi. Ôn Cẩn cũng chuẩn bị không ít thứ, nào là đồ ăn, nào là vật dụng, đặc biệt là dặn dò Tiểu Mộ Mộ phải để ý đến Tiểu Chiêu Chiêu. Không phải là để con bé quản thúc Tiểu Chiêu Chiêu, mà là để con bé học hỏi theo Tiểu Chiêu Chiêu, hòa đồng với các anh chị. Tiểu Mộ Mộ là con người, mối quan hệ với những đứa trẻ khác, bao gồm Tiểu Phong Linh, Tiểu Điểm Điểm và Tiểu Chiêu Chiêu, không được hòa hợp như những anh chị em khác. Hy vọng chuyến du lịch này có thể khiến con bé và các anh chị em mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, Pháp Nhĩ đến. Nhìn thấy vòng eo thon gọn của Tô Nhan, không hề có dấu hiệu mang thai, chắc là đã sinh rồi. Nhan Nhan, con đâu rồi? Hắn ta hỏi với vẻ mong chờ. Chưa sinh, con vẫn còn trong bụng đây, Tô Nhan đáp. Hả? Pháp Nhĩ ngớ người. Tô Nhan giải thích về tốc độ thời gian ở thế giới bên ngoài và nhiệm vụ. He he, đứa bé này không phải tộc chuột, mà là một thiên sứ nhỏ. Chuẩn bị cùng chúng ta đi du lịch thế giới bên ngoài. Đi đi, đừng để con đói. Pháp Nhĩ đưa hết những bảo bối mà mình tích góp được cho Tô Nhan. Gần đây các giới đều có chút chuyện, em đưa bọn nhỏ đi du lịch cũng tốt. Có chuyện gì sao? Tô Nhan chưa từng nghe Tử Kỳ và Ôn Cẩn nhắc đến, bỗng nhiên linh quang lóe lên, có phải là hư không? Em biết, em nghe Tiểu Bát nói, sư tổ của chúng nó đang tiêu diệt thứ đó. Hay là em không đi du lịch nữa, mấy đứa nhỏ này cũng có chút thực lực, để chúng nó giúp một tay. Không cần, Pháp Nhĩ đáp, em cứ đưa chúng nó đi chơi đi. Nếu không, chúng tôi còn phải để mắt đến chúng nó, ngược lại sẽ phân tâm. Nói như vậy, mấy người làm cha này chưa chắc đã có thiên phú cao bằng con cái. Tô Nhan rất tự tin về những đứa con của mình, đặc biệt là hệ thống nuôi dưỡng con cái, khiến cô rất hiểu rõ tình hình phát triển của từng đứa trẻ. Thiên phú thì đúng là không bằng, nhưng hư cũng không lợi hại đến mức đó. Pháp Nhĩ ôm lấy cô, tay khẽ vuốt ve bụng cô, chăm sóc bản thân và con cho tốt, đó chính là giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Từ bao giờ mà việc tôi mang thai lại trở thành gánh nặng vậy? Hệ thống bên kia, mỗi lần giao nhiệm vụ đều mong tôi đang mang thai. Cho nên, hệ thống là hệ thống, không phải là thú phu của em. Bảo vệ thê tử và con cái là bản năng và thiên chức của giống đực. Thật sự không cần tôi và bọn trẻ sao? Không cần, em cứ làm nhiệm vụ của em đi. Nhân tiện dẫn bọn nhỏ đi xem thế giới bên ngoài, đây là điều mà chúng tôi không thể làm được. Nói đến đó, Tiểu Thạch Lựu đang ở bên đó. Ồ, Pháp Nhĩ phản ứng cực nhanh, người đàn ông đó cũng ở đó sao? Người đàn ông đó, ban đầu Tô Nhan không phản ứng kịp hắn ta đang nói đến ai, sau đó mới nhớ ra, Tiểu Thạch Lựu ở đó, Tần Mặc chắc cũng ở đó, nếu như hắn ta còn sống. Nói không chừng hắn ta đã chết rồi, chết già, Tô Nhan thản nhiên đáp. Nhan Nhan, em có từng nghĩ đến hắn ta không? Pháp Nhĩ thăm dò. Tô Nhan khẳng định chắc nịch, không có, tôi và hắn ta đã sớm kết thúc rồi, chấp niệm duy nhất chính là Tiểu Thạch Lựu, nhưng khi Tiểu Thạch Lựu chào đời, tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ. Vậy thì tốt, Pháp Nhĩ lại xoa xoa bụng cô, liệu có giống như Tiểu Thập Tam, là một thiên sứ chuột không? Không đâu, sao tôi mãi không sinh được chuột con? Tô Nhan bật cười, tùy duyên đi, sinh con nào cũng là con của anh. Ừ, Pháp Nhĩ ôm chặt cô, làm xong nhiệm vụ thì trở về, được không? Được, 20 vạn tỷ điểm tích lũy sinh con, nhất định phải lấy cho bằng được, Tô Nhan nói với Pháp Nhĩ. Nghe được con số này, Pháp Nhĩ không khỏi trợn tròn mắt, nhiều như vậy, quả nhiên không thể bỏ qua. Nếu không thì sao tôi lại tích cực như vậy, tất cả là vì điểm tích lũy. Hơn nữa, chi phí đi lại quá đắt đỏ, cho nên mới mang theo bọn trẻ, như vậy đỡ sót hơn. Còn nữa, để bọn trẻ mở mang tầm mắt, biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, thế giới rộng lớn. Chỉ là Nhan Nhan một mình phải chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy, bản thân lại đang mang thai, thật sự vất vả rồi, trở về ta sẽ thưởng cho em thật tốt. Thưởng cho em cái gì? Nhan Nhan muốn gì? Anh, tay Pháp Nhĩ đỏ ửng, đồng tử cũng biến thành màu vàng kim, Tôn Danh ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Nhìn thấy Tô Nhan bên cạnh vẫn đang ngủ, cô khẽ xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tô Nhan đã trở về một chuyến, thế giới này vậy mà chưa trôi qua một đêm, cô liền thay đồ ngủ, nằm xuống ngủ tiếp. Bọn trẻ đều đang chơi game trong không gian, chơi phải quên cả trời đất. Tôn Danh thức dậy cô cũng biết, đợi cô vào phòng vệ sinh, Tô Nhan cũng thức dậy theo.
Cô ra ban công, nghe thấy có tiếng trẻ con gọi mình từ trong không gian, liền thả con bé ra khỏi không gian hệ thống. Đó là một chú mèo trắng nhỏ, mũm mĩm, đôi mắt đen láy trong veo như nước. Tiểu Mộ Mộ không chơi game nữa à? Sau khi học được thuật biến hình, Tiểu Mộ Mộ liền biến thành một chú mèo trắng nhỏ. Tô Nhan ôm con bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ ơi, con chơi game gà quá, Tiểu Mộ Mộ có chút tự ti nói. Tô Nhan bật cười, đó là vì con chưa từng chơi bao giờ, chơi nhiều rồi sẽ quen thôi. Nhưng mà Tiểu Chiêu Chiêu chơi giỏi lắm, con bé hoàn toàn theo kịp tiết tấu của các anh chị, con yếu đuối quá. Một con quái nhỏ cũng có thể giết chết con. Vậy thì, hay là mẹ dạy con chơi game của thế giới này, huấn luyện đặc biệt một chút. Vâng ạ, Tiểu Mộ Mộ gật đầu. Mấy nhân viên của tổ chương trình bước vào sân biệt thự, một người cầm loa hô lớn, chào buổi sáng, mời các vị khách mời nữ giữ nguyên mặt mộc, chúng ta sắp bắt đầu quay phim rồi. Tô Nhan sờ sờ mặt mình, nói với Tiểu Mộ Mộ, con cho mẹ một lá bùa thanh trần. Tiểu Mộ Mộ lấy ra một lá bùa thanh trần từ trong túi chữ vật nhỏ đeo trên cổ. Mẹ, cho mẹ này. Tô Nhan hôn con bé, mẹ sắp phải làm việc rồi, con về không gian trước đi, lát nữa mẹ tìm cơ hội thích hợp sẽ gọi con ra. Vâng ạ, Tiểu Mộ Mộ ngoan ngoãn gật đầu. Tô Nhan đưa con bé vào không gian hệ thống, sau đó duỗi người một cái rồi trở về phòng. Tôn Doanh vừa lúc đi ra từ phòng vệ sinh, thấy Tô Nhan cũng đã dậy, liền chào hỏi, chào buổi sáng, có phải tôi vừa đánh thức cậu không? Không có, tôi cũng ngủ đủ rồi, Tô Nhan mỉm cười đáp. Tôn Doanh chú ý tới sắc mặt của Tô Nhan, tốt đến không thể nào tốt hơn, trắng hồng, mắt sáng môi đỏ, cậu trang điểm rồi à? Không có, mặt mộc hoàn toàn, Tô Nhan sờ sờ mặt mình. Tôn Doanh tiến lại gần nhìn kỹ, quả thực không có dấu vết của mỹ phẩm, không khỏi ghen tị nói, da cậu đẹp thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi? 18, Tô Nhan không chút do dự đáp. Ai hỏi cũng 18, hơn một vạn tuổi cũng là 18. Ma mới tin cậu 18 tuổi, tôi 18 tuổi còn chưa chắc đã có làn da căng mọng như cậu, lại còn không có một nốt ruồi nào. Da trắng nõn nà, nói cậu là như vậy quả thực không hoa. Dung mạo chỉ là bề ngoài, khí chất của chị Tôn, cùng với nội hàm phong phú mới là quan trọng nhất. Chị Tôn vào giới giải trí bao nhiêu năm rồi? Tôi là sao nhí xuất thân, lăn lộn cũng đã 27 năm. Oa, giỏi quá, Tô Nhan khen ngợi. Ánh mắt Tôn Doanh thoáng nét tang thương, tiếp tục nói, trong cái vòng danh lợi này, người tồn tại đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Chỉ cần cậu còn ở đây, coi như cậu đã thắng, đây là một cuộc chiến không tiếng súng. Cậu cũng muốn vào cái vòng luẩn quẩn này sao? Tôi không vào đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu rất có thiên phú, hay là để tôi giới thiệu cậu với đạo diễn Giang, ông ấy có một kịch bản rất hay, đang tìm nữ chính, rất nhiều người muốn có vai diễn đó, tôi thấy cậu rất phù hợp. Cảm ơn chị Tôn, nhưng mà thôi khỏi, Tô Nhan từ chối. Đối với người khác mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hoa Tư Kỳ nịnh nọt Tôn Doanh, cũng là bởi vì Tôn Doanh và đạo diễn Giang có quan hệ tốt, muốn có được cơ hội này. Tuy nhiên, rất nhanh Tôn Doanh lại bừng tỉnh, bật cười, đúng rồi, kịch bản của Yến Trạch và đạo diễn Giang, nếu là tôi cũng sẽ chọn cái trước. Tô Nhan không phủ nhận, cô đến đây quả thực là vì Yến Trạch. Nhân viên gõ cửa, chị Tôn, chị Tô, dậy chưa ạ? Tôn Doanh nhìn Tô Nhan. Tô Nhan giơ ngón tay ra hiệu ok, đi qua mở cửa, Yến Trạch mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần dài đen thoải mái, đến nhà ăn của trường đua ngựa. Hà Thành vừa ngáp vừa nói với Yến Trạch, không có thú cưng bên cạnh, ngủ không ngon tí nào. Yến Trạch biết có camera đang quay bọn họ, liền tiếp lời, thú cưng của cậu, con mèo trắng đó hả? Hà Thành khựng lại một chút, ậm ừ đáp, ừm, một con mèo toàn thân màu trắng, đáng yêu lắm. Coi như là đã che giấu đi cuộc sống về đêm phóng túng của mình. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tô Nhan ôm một con mèo trắng muốt đi tới. Chào buổi sáng hai vị quý ông, cũng đến ăn sáng à? Yến Trạch sửng sốt, không ngờ Tô Nhan lại quay lại nhanh như vậy. Hà Thành trợn tròn mắt, bảo bối. Bảo bối, không phải đâu, ngã đây là con gái tôi Tiểu Mộ Mộ. Ừm, vừa nhặt được ở ngoài đường, chúng tôi rất có duyên phận, phải không Tiểu Mộ Mộ? Tô Nhan vừa nói vừa dùng chóp mũi cọ cọ Tiểu Mộ Mộ. Tiểu Mộ Mộ hưởng thụ nhắm mắt lại, meo ngã. Ngoan quá, Tô Nhan cười nói. Nó có thể cho tôi ôm một cái không? Hà Thành lập tức tiến lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mộ Mộ. Tô Nhan ôm chặt con gái, không được đâu. Nói xong liền đi về phía Yến Trạch, nói với Tiểu Mộ Mộ, chào chú Yến đi con. Meo ngã Tiểu Mộ Mộ ngoan ngoãn kêu. Yến Trạch đeo một chiếc kính râm màu trà, nhìn Tiểu Mộ Mộ trong lòng Tô Nhan, biết là ai, cười nói, Tiểu Mộ Mộ lại đây, chú ôm nào. Tiểu Mộ Mộ nhìn Tô Nhan. Tô Nhan nhỏ giọng nói, chú Yến còn tặng quà đầy tháng cho các con ấy.
Tiểu Mộ Mộ hiểu ra, ngoan ngoãn nhảy vào lòng Yến Trạch, còn làm nũng cọ cọ. Ánh mắt Yến Trạch lập tức trở nên dịu dàng, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình. Thuận theo ánh mắt nhìn sang, là Hà Thành. Hà Thành quả thực đã từng nuôi một con mèo cưng, giống như anh ta vừa nói, tên là Bảo Bối, sau đó lén trốn khỏi nhà, không bao giờ quay trở lại. Đây không phải Bảo Bối của cậu, đây là Tiểu Mộ Mộ, cũng không phải mèo bình thường. Yến Trạch ôm Tiểu Mộ Mộ, đi về phía quầy gọi món. Hà Thành bám sát theo sau, tôi biết không phải Bảo Bối, có thể cho tôi ôm một cái không? Nói xong liền đưa hai tay ra đầy mong đợi. Yến Trạch liếc mắt, từ chối. Đây là con gái của Tô Nhan, anh không thể tự ý quyết định được. Tô Nhan đã gọi xong bữa sáng, thuận tay nhận lấy Tiểu Mộ Mộ từ trong lòng Yến Trạch, anh đi đi. Thấy Hà Thành vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Mộ Mộ, liền cười nói, nếu anh có thể thuyết phục đạo diễn, để Tiểu Mộ Mộ của tôi cũng được lên hình, anh có thể ôm nó. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đợi đấy, Hà Thành lập tức rời đi. Yến Trạch bưng hai khay thức ăn, đặt lên bàn, ngồi đây đi. Nho vàng của anh còn không, Tô Nhan đẩy một cái đĩa trống về phía anh, ý đồ rất rõ ràng. Yến Trạch gật đầu, trong tay xuất hiện một chùm nho vàng, còn có hai quả ngũ giác màu đỏ, em mang theo mấy đứa. Tô Nhan biết, anh đang hỏi cô mang theo mấy đứa con. Lập tức lộ ra hàm răng trắng đều đến cả rồi. Viên lạc trên đũa của Yến Trạch bỗng nhiên rơi xuống bàn, lộc cộc ngã lăn một đoạn dài. Tô Nhan ăn một quả ngũ giác màu đỏ, Tiểu Mộ Mộ cũng ăn một quả. Nho vàng, Tô Nhan đếm thử có 20 quả, sau đó nhìn Yến Trạch, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Yến Trạch lại im lặng làm ảo thuật, biến ra thêm một chùm, đặt vào trong đĩa. Tô Nhan cất đi 30 quả, 10 quả còn lại, cô và Tiểu Mộ Mộ cùng nhau ăn hết. Tiểu Mộ Mộ vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, con bé cũng rất biết cách lấy lòng người khác, nhích lại gần Yến Trạch, cọ cọ tay anh, bày tỏ lòng biết ơn. Yến Trạch mỉm cười. Các khách mời khác lần lượt đến muộn. Tô Nhan, Yến Trạch và Tiểu Mộ Mộ đều đã ăn xong. Nhưng cảnh quay ăn sáng, bây giờ mới bắt đầu. Niên Phương cũng đến, đưa kịch bản cho Tô Nhan, còn có những điều cần chú ý. Tô Nhan gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi, tốt nhất là có tình tiết mờ ám, ví dụ như nhìn đối phương ăn cơm với ánh mắt trìu mến, phải không? Vâng chị Tô, Niên Phương đáp, sau đó như chợt phát hiện ra điều gì đó, nhìn thấy Tiểu Mộ Mộ đang nằm úp sấp trên đùi Tô Nhan, kinh ngạc nói, à, mèo con ở đâu ra vậy, đáng yêu quá. Đây là con gái tôi, Tô Nhan xoa xoa tai Tiểu Mộ Mộ, chào dì Phương đi con. Mèo ngã Tiểu Mộ Mộ ngoan ngoãn kêu, sau đó nheo mắt lại, bộ dạng sắp ngủ đến nơi. Nghe thấy giọng nói của Niên Phương, Hoa Tư Kỳ cũng nhìn sang, sau đó cau mày, nói với nhân viên công tác, tôi bị dị ứng lông mèo, có thể đưa nó đi chỗ khác được không? Chắc là được, để tôi đi hỏi thử. Nhân viên công tác đi về phía Tô Nhan. Tô Nhan nghe xong liền hiểu, đang định trả lời, thì thấy Hà Thành vội vàng chạy tới, hét lớn với Tô Nhan, được rồi, đạo diễn đồng ý cho Tiểu Mộ Mộ thêm đất diễn, biên kịch đang viết kịch bản rồi. Nhìn thấy Hà Thành, Hoa Tư Kỳ lập tức muốn chào hỏi, nhưng thấy trong mắt anh ta chỉ có Tô Nhan, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tô Nhan có chút bất ngờ, chỉ cần có thể ôm Tiểu Mộ Mộ lên hình là được rồi, sao còn phải viết kịch bản riêng, cười nói, Hà Tổng, e là không được rồi. Có người bị dị ứng lông mèo, đang nói muốn đưa Tiểu Mộ Mộ đi chỗ khác. Đừng đừng đừng, ai bị dị ứng lông mèo? Hà Thành đảo mắt nhìn xung quanh. Hoa Tư Kỳ đứng dậy, tôi. Hà Thành nhíu mày, vậy cô rời khỏi đây đi. Gửi ngàn trái tim đến các bảo bối, ngủ ngon ngã. Mọi người đều kinh ngạc. Hà Thành bế Tiểu Mộ Mộ từ trên bàn ăn của Tô Nhan và Yến Trạch. Sinh vật nhỏ bé mềm mại thơm tho vừa chạm vào tay, trái tim anh lập tức tan chảy. Đi đến trước mặt Tôn Doanh, tôi muốn điều chỉnh lại bạn cặp. Cô và Cố Nhất Châu thành một nhóm được chứ? Tôi không ngại, dù sao cũng đều diễn theo kịch bản, với ai cũng như nhau. Kỳ thực kịch bản ban đầu chính là cô và Cố Nhất Châu, chỉ là tôi tò mò, anh định chung nhóm với ai? Tiểu Mộ Mộ, Hà Thành giơ cao Tiểu Mộ Mộ trong tay lên. Tiểu Mộ Mộ cảm thấy mất mặt, lấy tay che mắt lại, tên thần kinh này ở đâu chui ra vậy? Hoa Tư Kỳ không ngờ rằng mình lại bị loại bỏ dễ dàng như vậy, thay thế cô ta lại là một con mèo, thật là hoang đường. Cô ta không thể tin nổi, T.R. Glenn mắt nhìn Hà Thành, Hà Tổng, không thể nào, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Hà Thành búng tay. Vài người đàn ông mặc đồ đen, thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại, đứng ở ngoài trường quay xuất hiện, bọn họ tiến lên, một trái một phải giữ chặt Hoa Tư Kỳ, kéo cô ta đi. Ngoại trừ Yến Trạch, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Tô Nhan cũng có chút sững ngốc, anh muốn con gái tôi và anh cùng nhau tham gia chương trình hẹn hò, loại Hoa Tư Kỳ ra. Đúng vậy,
Hà Thành vô cùng hài lòng với quyết định này. Đạo diễn và biên kịch đã sửa xong kịch bản đi tới, nghe được ý tưởng của Hà Thành, hai người suýt nữa thì ngất xỉu. Không được không được, đạo diễn Triệu kịch liệt phản đối, chưa nói đến việc khách mời nữ đổi thành một con mèo, chỉ riêng việc Hoa Tư Kỳ rời đi, những cảnh quay trước đó cũng phải bỏ hết. Vậy thì quay lại, nói thật, những cảnh quay trước đó của anh đều quá cũ kỹ, hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của khán giả. Hà Thành vuốt ve Tiểu Mộ Mộ, bộ lông mềm mại mượt mà, còn có cả đôi chân mũm mĩm. Sắc mặt đạo diễn Triệu có chút khó coi, nhưng ánh mắt của biên kịch lại sáng lên. Hà Tổng nói tiếp đi. Quy luật của giới giải trí, sự mới mẻ. Chỉ dựa vào chiêu trò thôi thì chưa đủ, cái cần là những thứ chưa từng xuất hiện. Theo kịch bản ban đầu, về cơ bản mọi người đều biết diễn biến như thế nào, cùng nhau ăn cơm, chơi trò chơi, tạo ra sự mờ ám. Cuối cùng có cặp thành đôi, có cặp không thành, mà những cặp không thành đôi thì chưa được nửa tháng đã chia tay. Nhưng, có gì mới mẻ chứ? Nhưng mà, mọi người đều làm như vậy mà. Biên kịch đáp. Sai rồi, lúc đầu chương trình phát sóng trực tiếp đã nhận được một lượng dữ liệu khổng lồ như vậy. Tại sao lại có lượng người xem lớn như vậy? Biên kịch chợt hiểu ra, chưa từng có chương trình phát sóng trực tiếp tạp kỹ quy mô lớn như vậy. Hơn nữa các vị khách mời cũng tự mang theo lượng người hâm mộ. Lượng người hâm mộ tự mang theo được bao nhiêu chứ? So với số lượng khán giả xem trực tiếp thì chẳng là gì cả. Hà Thành tiếp tục nói, hiện tại, các chủ đề hot trên mạng đã đạt đến một độ hot khủng khiếp. Ngay cả vị khách mời nữ không phải người nổi tiếng này cũng trở nên nổi tiếng. Mở đầu bùng nổ như vậy, chẳng lẽ lại muốn dùng mô típ cũ, đầu voi đuôi chuột sao? Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi cho rằng có thể lùi thời gian phát sóng, nhưng thà đổi mới còn hơn là tầm thường. Đạo diễn Triệu vậy mà lại bị anh ta thuyết phục, thật sự bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Yến Trạch liếc nhìn Hà Thành đang thao thao bất tuyệt, lười biếng đứng dậy, có muốn đến ngôi sao đồng hành của Sao Lam, Nữ Hoàng, để phát sóng trực tiếp mạo hiểm không? Hà Thành nhìn Yến Trạch, giơ ngón tay cái lên, ý tưởng này hay. Nữ Hoàng là ngôi sao được phát hiện vào năm ngoái, toàn bộ người dân trên Sao Lam đều rất tò mò về hành tinh này. Bởi vì sau lần đầu tiên thăm dò, Nữ Hoàng hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện sinh tồn của con người. Không chỉ vậy, trong không khí trên hành tinh này còn chứa một loại vật chất hoạt tính rất tốt cho cơ thể con người. Vợ của Tổng thống Sao Lam, Blake Berman, Michelle Berman, vì mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, đã được đưa đến Nữ Hoàng. Ban đầu thông báo chính thức là chỉ có thể sống thêm được một tuần, nhưng sau khi được đưa đến Nữ Hoàng, bà ấy đã hồi phục một cách kỳ diệu. Hiện tại, bà ấy không chỉ vẫn còn sống, mà bệnh ung thư cũng được kiểm soát một cách hiệu quả, đang dần hồi phục từng ngày. Sự việc này sau khi được phơi bày, những người có quyền có thế trên Sao Lam, ai nấy đều mang tiền bạc, dùng đủ mọi cách để ép buộc Tổng thống nhanh chóng khai phá Nữ Hoàng, chỉ cầu xin một mảnh đất dưỡng lão. Nhưng cho đến nay, chính phủ vẫn chưa có kế hoạch khai phá nào, vì vậy, có thể nói Nữ Hoàng hiện tại vẫn là một vùng đất hoang sơ, bí ẩn và thần thánh. Nếu như Hot Rod Explosion 4 có thể chuyển địa điểm quay đến Nữ Hoàng, tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ bùng nổ, thậm chí có thể được ghi vào lịch sử. Thật, thật sao? Đạo diễn Triệu kích động đến mức giọng nói run rẩy. Hà Tổng đã có được quyền khai thác một khu vực trên Nữ Hoàng, Yến Trạch nhìn Hà Thành. Hà Thành ôm Tiểu Mộ Mộ trong tay, vội vàng gật đầu, được được được, mọi người thu dọn đồ đạc đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ lên đường đến Nữ Hoàng. Có thể mang theo người nhà, nhân viên công tác mỗi người được dẫn theo một người, khách mời có thể dẫn theo 2 người. Tiểu Mộ Mộ ngẩng đầu nhìn Hà Thành, nó có thể cảm nhận được người đàn ông này rất yêu thích mình, nhưng mà, meo, nghe thấy tiếng kêu của con gái. Tô Nhan đưa tay ra hiệu với Hà Thành, Tiểu Mộ Mộ nhà tôi chê trên người anh có mùi khó ngửi, hình như là mùi nước hoa, nó rất nhạy cảm với mùi hương. Tôi đi tắm đây, kỳ cọ thật sạch sẽ, không để lại bất kỳ mùi nào trên người. Hà Thành biết rằng tộc mèo rất coi trọng sự sạch sẽ lãnh thổ của mình. Sau khi trả Tiểu Mộ Mộ về cho Tô Nhan một cách đầy tiếc nuối, anh ta lập tức chạy đi. Đoàn làm phim cũng bắt đầu tan ca, đã có thể đến Nữ Hoàng rồi, ai còn muốn ở đây nữa chứ? Hơn nữa còn có thể dẫn theo người nhà, phải nhanh chóng về nhà liên lạc với người thân thôi. Cho dù không dẫn theo người nhà, suất này cũng có thể bán lại, hơn nữa giá không giới hạn. Tô Nhan trở về phòng, liền nghe thấy tiếng điện thoại của Tôn Doanh reo không ngừng. Tất cả đều là nhờ cô ấy xin giúp đỡ, muốn được đến Nữ Hoàng. Nhưng trong lòng Tôn Doanh đã có người được chọn, chỉ đành từ chối từng người một. Nhưng có những người không xin được suất, liền trở mặt, nói muốn tung tin xấu của cô ấy, đe dọa cô ấy. Tô Nhan lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hoa Tư Kỳ kéo vali hành lý từ trong phòng đi ra, trên mặt còn vương vệt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Tô Nhan, trong nháy mắt, sự căm hận bùng phát, cô ta ném vali hành lý sang một bên, lao về phía Tô Nhan.
Tô Nhan né người tránh đi, nhìn cô ta ngã nhào trên đất, ngã sấp mặt. Đừng gây phiền phức cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô không sống yên ổn trong giới này được đâu. Tô Nhan thản nhiên buông một câu nói tàn nhẫn, sau đó lách qua cô ta đi xuống lầu. Hoa Tư Kỳ tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục đuổi theo Tô Nhan nữa. Ai nổi tiếng thì người đó có quyền lên tiếng, đó là quy tắc bất thành văn trong giới giải trí. Từ lúc bị Hà Thành vứt bỏ, các ông lớn đã rời xa cô ta đã hết thời rồi. Nhưng cô ta vẫn muốn sống, nếu còn dám làm càn, sẽ không chỉ là hết thời, mà là chết. Đi đến bước đường này không hề dễ dàng, chỉ có bản thân cô ta mới biết rõ mình đã phải đánh đổi những gì. Hôm nay của tôi chính là ngày mai của cô. Hoa Tư Kỳ chỉ vào Tô Nhan, gào thét như phát điên, đợi đến khi Yến Trạch chán ghét cô cũng chỉ là rác rưởi, là con chó hoang bên đường, thê thảm không nỡ nhìn, thân bại danh liệt. Tô Nhan dừng bước, ngẩng đầu nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta, cô của hôm nay cũng nhận thức rất rõ về bản thân mình của ngày mai đấy. Niên Phương là trợ lý của Tô Nhan, có một suất cho người thân đi nữ hoàng. Cha cô mắc bệnh tiểu đường nặng, không nghi ngờ gì nữa, suất này là của cha cô. Nhưng bạn trai cô biết cô sẽ đến nữ hoàng và có thể dẫn theo một người thân, đã gọi điện cho cô, muốn có được suất này, cùng cô đi lên đó. Niên Phương nói muốn dẫn theo cha, không thể dẫn anh ta đi được. Bạn trai liền cãi nhau với cô. Niên Phương cũng bất lực, lo lắng đến mức đầu bốc khói. Sau khi Tô Nhan biết chuyện, nói với cô rằng cô ấy còn 2 suất, có thể cho cô 1 suất. Còn suất còn lại, cô muốn dẫn Tiểu Mộ Mộ đi. Niên Phương vô cùng biết ơn, thông báo cho bạn trai, coi như giải quyết xong chuyện phiền phức này. Thật sự là giúp đỡ rất nhiều, nếu không anh ấy sẽ chia tay với tôi mất. Niên Phương chắp tay cảm ơn. Nghe vậy, Tô Nhan khẽ nhíu mày, không sao, coi như là trả lại ân tình mua quần áo cho tôi. Một bộ quần áo bình thường giá rẻ, đổi lấy một cơ hội đi nữ hoàng, cô ấy tuyệt đối là kiếm được rồi, cảm ơn chị Tô. Không có gì, Tô Nhan cười nói, sau đó quay đầu nhìn thấy Hà Thành đang ngửi ngửi mùi hương trên người mình ở đằng xa, giơ tay lên chào, chào Hà Tổng. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, ánh mắt Hà Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Mộ Mộ. Tô Nhan chợt nhớ ra một chuyện, Hà Tổng có biết chơi game không? Hà Thành có vẻ đắc ý nói, cao thủ game hàng đầu. Tô Nhan sáng mắt lên, vừa hay, Tiểu Mộ Mộ nhà tôi rất thích chơi game, anh dạy nó chơi đi. Hà Thành ngẩn ra, sau đó kích động nói, bảo bối của tôi cũng thích xem tôi chơi game. Tiểu Mộ Mộ không phải bảo bối của anh, sau này đừng gọi như vậy nữa. Ừm, tôi đảm bảo sau này sẽ không nhận nhầm nữa, vậy tôi dẫn nó đi chơi game nhé. Tiểu Mộ Mộ, con thấy sao? Có muốn học hỏi Hà Tổng không? Mèo Tiểu Mộ Mộ gật đầu đồng ý. Dì Tiểu Mỹ đã nói với nó, mẹ nó chơi game cũng không giỏi lắm. Nếu Hà Thành thực sự chơi giỏi, con có thể dạy nó có thể học hỏi anh ta. Nếu anh ta không dạy được, nó sẽ quay lại học mẹ. Tô Nhan đưa Tiểu Mộ Mộ cho Hà Thành, nó thích ăn nho vàng, anh có thể hỏi Yến Trạch. Nghe đến nho vàng, sắc mặt Hà Thành hơi thay đổi, nhìn Tiểu Mộ Mộ với vẻ kinh ngạc, nó có thể ăn loại trái cây đó sao? Nghe giọng điệu của anh ta, dường như biết được sự đặc biệt của nho vàng, Tô Nhan liền hỏi, anh cũng có à? Tôi không có nho vàng, nhưng có những loại khác tương tự. Hà Thành đột nhiên cười, nụ cười mang theo ý nghĩa sâu xa khó hiểu. Tô Nhan chợt hiểu ra, chẳng lẽ anh cũng? Hà Thành ôm Tiểu Mộ Mộ rời đi, tôi sẽ nuôi nó thật trắng trẻo mũm mĩm, yên tâm đi. Tô Nhan, Niên Phương không hiểu bọn họ đang nói gì, cô đang bận nhắn tin cho bạn trai, bảo anh ta dẫn ba cô đến đây. Chị Tô, ba tôi và bạn trai tôi, 4 tiếng nữa sẽ đến. Ừm, cô mau về đi, bên tôi không có việc gì. 3 ngày sau chúng ta gặp lại ở tòa nhà trụ sở tập đoàn Hà Thị. Vâng, tạm biệt chị Tô, bay ngã, từng người một, những người của đoàn làm phim, bao gồm cả đạo diễn Triệu và biên kịch đều đã rời đi. Trước khi rời đi, Tô Nhan thưởng thức khung cảnh trường đua ngựa. Nơi này để chuẩn bị cho chương trình hẹn hò lần này, có thể nói là đã chuẩn bị rất chu đáo. Những ngọn đồi nhấp nhô ở phía xa, rất nhiều con ngựa đang thong dong gặm cỏ hoặc chạy nhảy, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, khung cảnh như tranh vẽ. Tô Nhan lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác thể thao, chụp một bức ảnh những con ngựa. Có người từ phía sau ôm lấy cô, còn nhớ lời hẹn tối nay chứ? Nếu tôi nói quên rồi thì sao? Tô Nhan đổi ống kính điện thoại, hướng về phía mình. Cầm Yến Trạch đặt trên đỉnh đầu cô, ánh mắt dịu dàng âu yếm. Cạch ngã Tô Nhan nhấn nút chụp một bức ảnh. Tôi sẽ khiến em nhớ lại thật kỹ. Yến Trạch hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, khiến Tô Nhan có chút khó thở. Tô Nhan mở bản đồ hệ thống, phát hiện cách đó không xa có một người đang cầm máy ảnh chụp lén, Tiểu Mỹ, đã nhận. Rất nhanh, người nọ đã hôn mê bất tỉnh,
chiếc máy ảnh trên tay cũng biến thành tro bụi, bay theo gió. Về biệt thự Nguyên, Tô Nhan nói với Tiểu Mỹ. Vâng, ký chủ ngã cần thuốc mang thai không? Tiểu Mỹ cười hì hì hỏi. Tô Nhan khựng lại một chút, đáp, có thể chuẩn bị. Chỉ là anh ấy không có ham muốn mãnh liệt với việc có con, nếu không có mong muốn có con, lại có con, chưa chắc đã chăm sóc tốt. Tiểu Mỹ đảm bảo, Tiểu Mỹ có thể chăm sóc nó thật tốt. Vậy còn những bảo bối để nuôi con, cứ để Tiểu Mỹ lo. Ha ha, đùa với cậu thôi, con của tôi đương nhiên là tôi nuôi. Mà gen của Yến Trạch hình như cũng không tệ, có tác dụng nâng cấp hệ thống sinh con phải không? Đúng vậy, ký chủ cố lên. Giọng nói của Tiểu Mỹ nghe có vẻ rất mong chờ. Biệt thự Nguyên. Mái tóc đen dài của Tô Nhan đã trở lại màu trắng như tuyết, thân hình yêu kiều, đường cong nóng bỏng chớt người. Yến Trạch không kìm được cởi áo ra, để lộ thân hình cân đối hoàn mỹ, đặc biệt là cơ bụng 8 múi, khiến người ta muốn phạm tội. Tô Nhan âm thầm nuốt nước miếng. Nhan Nhan, nhắm mắt lại, Yến Trạch ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ đến cực điểm. Tô Nhan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác trên cơ thể càng thêm mãnh liệt. Yến Trạch từ trên xuống dưới, từng chút một chạm vào cô. Cơ thể Tô Nhan khẽ run lên, cắn chặt môi. 3 ngày sau, Yến Trạch đeo kính râm đen, lái xe đến tập đoàn Hà Thị. Tô Nhan đã biến thành hình dạng thú, nằm úp sấp trên ghế phụ lái xe ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim, trông có vẻ rất buồn ngủ. Ban đầu còn tưởng kỹ năng hôn của anh ta cao siêu như vậy, chắc là một tay chơi lão luyện trên tình trường, không ngờ lại là lính mới. Đói bụng, Tô Nhan lấy từ trong không gian hệ thống ra một túi lớn bảo bối. Bây giờ em ăn nhiều bảo bối hơn trước rồi, Yến Trạch hỏi. Đúng vậy, mang thai đôi mà. Tô Nhan vừa ăn bảo bối, vừa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó tiếp tục ăn. Mang thai đôi, Yến Trạch đang lái xe rất bình tĩnh, đột nhiên bật đèn flash, tấp xe vào lề đường khẩn cấp. Tô Nhan nhìn anh, sao vậy? Em mang thai đôi, Yến Trạch tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Tô Nhan. Tô Nhan vẫn không ngừng ăn, mặc dù hình dạng chuột ăn uống chậm hơn, nhưng cứ ăn liên tục như vậy, cũng khá thú vị, coi như là giết thời gian. Con của ai? Yến Trạch hỏi, giọng nói rõ ràng căng thẳng. Tô Nhan đáp, con của thú phu tôi. Ánh mắt Yến Trạch dừng lại trên bụng cô, tròn vo, rất đáng yêu. Anh im lặng một lúc, sau đó lấy một chiếc kính râm màu xám trà đeo lên. Tô Nhan lấy từ trong không gian hệ thống ra một bình thần dịch, uống ừng ực. Sau khi uống xong thì tiếp tục ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của anh. Cảnh sát giao thông đi tới, dừng xe bên cạnh xe bọn họ, gõ cửa sổ xe, có chuyện gì vậy? Xin lỗi, mắt tôi bị bay vào thứ gì đó, vừa mới xử lý xong, sẽ đi ngay, Yến Trạch đáp. Đây là làn đường khẩn cấp, lần sau nhớ đặt biển báo hiệu nguy hiểm. Cảnh sát giao thông nói xong liền rời đi. Ha ha, ngã ngã làn đường khẩn cấp nhớ bật đèn flash và đặt biển báo hiệu nguy hiểm nhé. Ngã 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 tiểu huyền tử cuối cùng đã về đến nhà. Yến Trạch lái xe, tiếp tục đi về phía trước. Tô Nhan ở một cái non nê, tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi dậy. Khi xe chạy đến ngã tư khu vực dịch vụ, Yến Trạch lập tức rẽ vào đường nhánh. Đỗ xe vào bãi, anh đeo kính râm xuống xe. Sau đó lấy từ trong không gian hệ thống ra một bao thuốc lá và bật lửa, châm một điếu, hít một hơi thật sâu. Một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh xe anh, một người đẹp bước xuống xe, nhìn thấy Yến Trạch, mắt cô ta sáng lên, giây tiếp theo, cô ta vấp ngã xuống đất. Yến Trạch không thèm nhìn cô ta, tiếp tục hút thuốc, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Người đẹp nũng nịu kêu lên một tiếng đau đớn. Yến Trạch dập tắt điếu thuốc, búng tàn thuốc vào thùng rác, sau đó lên xe, tiếp tục lái xe đi. Người đẹp vừa điếc vừa mù, hừ ngã. Cô ta tự mình đứng dậy, phát hiện quần tất bị rách, lại chửi rủa thêm 2 câu rồi mới đi về phía khu vực dịch vụ. Ký chủ, tỉnh dậy đi, ngã giọng nói của Tiểu Mỹ vang lên. Hừm, Tô Nhan tỉnh táo được một nửa, nửa còn lại vẫn đang lơ lửng. Ký chủ nhìn xem, điểm tích lũy vũ trụ của cô kìa. Giọng nói của Tiểu Mỹ có chút phấn khích, dường như không thể tin được. Nghe thấy liên quan đến tiền, Tô Nhan lập tức tỉnh táo hoàn toàn, để tôi xem nào. 100.000. Thật sao? 10 vạn điểm tích lũy vũ trụ. Tô Nhan dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Ký chủ, không hào phóng thật đấy. Biết ký chủ mang thai, đã tặng trước một phần quà lớn. Tiểu Mỹ cũng nhận được 20.000 điểm lận này. Tiểu Mỹ vui vẻ nói. Tô Nhan nhìn Yến Trạch vẫn đang lái xe. Đây là gia sản của anh sao? Sao lại đưa cho tôi? Thưởng cho em vì đã mang thai. Nếu sinh con ra, dù là trai hay gái, sẽ còn nhiều hơn nữa. Yến Trạch không nhìn cô, nhìn thẳng con đường phía trước. Mặt không chút biểu cảm. Thấy anh không có vẻ gì là vui mừng, thậm chí có thể nói là nghiêm túc, Tô Nhan ngập ngừng nói, đứa bé, không liên quan đến anh. Chiếc xe lại rẽ vào làn đường khẩn cấp, đồng tử Yến Trạch co rút lại,
nhìn chằm chằm cô, em nói gì cơ? He he, hai đứa bé này đều là con của thú phu tôi. Tô Nhan cười tinh quái, nhưng điểm tích lũy đã vào túi tôi rồi, không thể trả lại cho anh đâu. Ký chủ, sao cô lại nói dối? Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của anh ta khi nghe thấy tôi có con kìa, chắc là không thích đâu. Tô Nhan có chút tiếc nuối, hay là đưa cho thú phu khác nuôi, hoặc là tôi tự mình nuôi. Dù sao thì cũng đã có nhiều con rồi, thêm một đứa nữa cũng có sao. Ừm, Tiểu Mỹ chỉ phụ trách việc thụ thai, còn sau khi sinh ra thì ai nuôi, Tô Nhan quyết định. Nếu cô ấy muốn tự mình nuôi, nó cũng không phản đối, dù sao trong không gian cũng có rất nhiều gói quà sinh con, đủ để nuôi lớn bọn nhỏ. Ký chủ, có khả năng nào là anh ta đang căng thẳng không? Xét cho cùng, phản ứng của mỗi người khi biết mình sắp làm cha đều không giống nhau. Nghĩ lại lúc trước khi nói muốn sinh con cho anh ta có vẻ cũng rất mong đợi, hay là tôi suy nghĩ nhiều rồi? Tiểu Mỹ cảm thấy không có giống được nào lại không thích có con nối dõi đâu. Chưa chắc đâu, lòng dạ đàn bà khó đoán, lòng dạ đàn ông cũng vậy. Nhưng mà tôi đã lỡ lời rồi, hay là quan sát thêm một thời gian nữa. Xác định anh ta thực sự mong muốn có con, tôi sẽ nói cho anh ta biết. Vâng, ký chủ. Thú phu nào? Yến Trạch hỏi, nhìn chằm chằm Tô Nhan, như thể muốn nhìn ra sơ hở trong lời nói của cô. Tô Nhan đáp lại một cách rất tự nhiên, của Pháp Nhĩ và Tử Kỳ. Tiểu Mỹ có thể giúp tôi bảo quản tinh trùng của bọn họ, để tôi thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ sinh con. Đương nhiên, bây giờ tôi là ký chủ đặc biệt, có thể không cần phải mang thai, nhưng Tiểu Mỹ là hệ thống sinh con, không cho nó làm việc, e rằng nó sẽ rời bỏ tôi. Tôi không thể để nó rời đi, cho nên phải ra sức bóc lột nó, để nó tận tâm tận lực vì tôi và các con của tôi, cống hiến hết mình. Tiểu Mỹ thật đáng thương, nhưng mà tôi thích. Tô Nhan âm thầm khinh bỉ, không ngờ cậu lại là một tên biến thái. Yến Trạch khởi động xe, điểm tích lũy đã tặng rồi, thì là của em. Tô Nhan, cảm ơn anh nha ngã. Đúng rồi, anh có bảo bối nào đặc biệt không? Tôi thấy ăn mấy thứ bình thường này không được no bụng lắm. Yến Trạch nhìn cô, đưa cho cô một chiếc hộp, em xem thử có ăn được thứ này không. Tô Nhan biến về hình dạng con người, mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt đầu tiên là hai chiếc lá màu đỏ rực như ngọc, thứ bên dưới bị lá cây che khuất hoàn toàn. Tô Nhan nhấc chiếc lá lên, bốn con tằm trắng muốt lộ ra, con nào con nấy dài hơn 20cm, to 3cm. Vốn đang ở trạng thái đông cứng bất động, nhưng sau khi lấy lá đỏ ra, chúng dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Đây là cái gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân Tô Nhan nổi da gà. Trùng mẫu, sống dựa vào việc ăn cây thế giới, hấp thụ năng lượng khổng lồ bên trong cây thế giới, nơi nào nó đi qua, sẽ để lại những giờ lưu bang đen có thể nuốt chửng thế giới. Ký chủ, ăn chúng nó đi, Tiểu Mỹ kích động dục dã Tô Nhan. Ăn côn trùng, hơn nữa còn là côn trùng sống. Tô Nhan không thể nào chấp nhận được. Cô vội vàng đậy hai chiếc lá màu đỏ lên, những con côn trùng không động đậy nữa, lại trở về trạng thái đông cứng. Thứ này rất tốt cho con của Yến Trạch, hiện tại thai nhi vẫn chỉ là phôi nang đã phân chia, chưa làm tổ hoàn toàn, đang được cấy vào tử cung. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ nó đã ngừng phát triển, bởi vì không có dinh dưỡng để thúc đẩy nó tiếp tục phân chia tiến hóa, càng đừng nói đến việc phát triển thiên phú. Tô Nhan lập tức vén hai chiếc lá đỏ lên, tóm lấy một con trùng mẫu trắng muốt, nhắm mắt nhét vào miệng, trong đầu tưởng tượng mình đang ăn kem. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô khi nuốt sống trùng mẫu, Yến Trạch có chút không đành lòng, chắc là không ngon đâu, không muốn ăn thì đừng ăn nữa, hay là chế biến một chút đi. Không cần đâu, Tiểu Mỹ đã nói rồi, ăn sống bổ dưỡng hơn. Cô nén cảm giác muốn nôn, Tô Nhan nuốt sống bốn con trùng mẫu. Tiểu Mỹ kích động nói với Tô Nhan, ký chủ, thai nhi đã cấy ghép thành công, hơn nữa đang phát triển rất tốt. Tô Nhan thở phào nhẹ nhõm, ở một cái no nê. Cúi đầu nhìn bụng mình, vậy mà lại to lên rồi. Tiểu Mỹ, tại sao bụng tôi lại to như vậy? Dưới sự kích thích của dinh dưỡng từ trùng mẫu, thiên thần nhỏ đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, chắc khoảng một tháng nữa là sinh rồi. Một tháng, nhưng tôi còn nhiệm vụ. Tiểu Mỹ có thể khiến bụng của ký chủ không lộ rõ, nhưng ký chủ nên mặc quần áo rộng rãi một chút. Được, Tô Nhan xoa xoa bụng mình, trên mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng. Trong lòng Yến Trạch dâng lên một tia bực bội, còn 5 phút nữa là đến nơi. Ừm, Tô Nhan đáp, cô duỗi người, còn nguyên liệu nào tốt như vậy nữa không? Có, Yến Trạch đáp, nhưng sẽ không cho không đâu. Tô Nhan, anh nói đi. Yến Trạch đáp, hôn tôi một cái. Tô Nhan lập tức nhào tới, hôn lên má anh một cái, đồng thời đưa tay ra. Yến Trạch lại lấy ra một chiếc hộp màu vàng, đặt vào tay cô, lần sau, ngủ với tôi. Ngủ thì ngủ, Tô Nhan mở chiếc hộp màu vàng ra, bên trong là đầy áp trái cây của cây thế giới,
Hoa ngã tuyệt vời. Nói xong lại hôn Yến Trạch một cái, cho thêm một hộp nữa. Yến Trạch, anh ngoan ngoãn lấy thêm một hộp nữa. Sau khi Tô Nhan cất đi, lại muốn hôn anh. Yến Trạch dừng xe, đến nơi rồi. Nhìn anh vội vàng xuống xe rời đi như chạy trốn, Tô Nhan cười tinh quái, Tiểu Mỹ, anh ta thật đáng yêu. Tiểu Mỹ cũng rất hài lòng, anh ta nhất định còn rất nhiều thứ tốt, ký chủ cứ tiếp tục moi móc anh ta đi. Đúng rồi, tên Hà Thành kia cũng có thể moi móc thử xem, cảm giác anh ta cũng có không ít bảo bối đâu. Ừ, nhất định rồi. Tô Nhan xoa xoa bụng, các con yêu, đợi mẹ đi cướp. À không, là đi kiếm đồ ăn cho các con. Tòa nhà tập đoàn Hà Thị. Rất nhiều người đang xếp hàng, rất nhiều người ngồi xe lăn, nhưng đó chưa là gì, thậm chí còn có người phải dùng máy thở, nằm trên giường bệnh, tất cả đều đang chờ được lên nữ hoàng. Tô Nhan vừa bước vào, còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Cô đi ra ngoài xác nhận lại không phải bệnh viện, rồi mới quay vào. Niên Phương nhìn thấy Tô Nhan đến, vội vàng dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đi về phía cô, trên tay còn xách theo một túi quà. Phương Phương, đến khi nào vậy? Tô Nhan lên tiếng chào hỏi. Niên Phương đáp, hơn 7 giờ rồi ạ. Chị Tô, đây là bạn trai em, Bành Tuấn Hảo. Chào chị Tô. Bành Tuấn Hảo nhìn Tô Nhan với ánh mắt đầy kinh diễm, chủ động đưa tay ra. Tô Nhan mỉm cười, không bắt tay lại, lịch sự xã giao, chào anh. Niên Phương vỗ nhẹ vào tay Bành Tuấn Hảo, lén lườm anh ta một cái, sau đó quay sang Tô Nhan với vẻ mặt biết ơn. Chị Tô, đây là trà ba em bảo em tặng chị, là trà ô long ông ấy tự tay lên núi hái vào đầu xuân năm nay, là nghề gia truyền của nhà em. Tô Nhan chú ý đến trong số những người đang xếp hàng, có một ông lão tóc bạc phơ, ngồi trên xe lăn đang nhìn về phía này. Được, giúp tôi cảm ơn bác. Tô Nhan nhận lấy túi quà, tôi nhất định sẽ thưởng thức loại trà quý giá này. Chỉ cần chị Tô không ghét bỏ là được. Nhìn thấy Yến Trạch đeo kính râm bước vào, Niên Phương vội vàng nói với Tô Nhan, vậy chị Tô cứ lo việc trước đi, em qua bên kia xem ba em một chút. Có gì cần cứ nói với tôi, Tô Nhan nói với Niên Phương. Vâng ạ, chị Tô. Niên Phương vỗ nhẹ vào người Bành Tuấn Hảo đang ngẩn ngơ nhìn Tô Nhan, ra hiệu cho anh ta nên đi được rồi. Bành Tuấn Hảo cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng nói với Tô Nhan, chị Tô cho em xin chữ ký đi, chị là nữ thần của lòng em. Tô Nhan mỉm cười lịch sự. Niên Phương cảm thấy mất mặt, vội vàng kéo anh ta đi. Vừa đi vừa nhỏ giọng trách mắng, anh có biết lễ nghi bắt tay cơ bản không vậy? Nữ giới không đưa tay ra, nam giới không được chủ động bắt tay. Em chưa từng nghe nói bao giờ. Bành Tuấn Hảo vẫn còn tiếc nuối vì không được nắm tay Tô Nhan. Yến Trạch một tay ôm Tô Nhan vào lòng, đi về phía thang máy. Mọi người đều nhìn bọn họ. Còn có người cạch cạch ngã chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè, hạnh phúc quá đi. Sắp được lên nữ hoàng rồi, còn gặp được idol Yến Trạch của tôi và bạn gái tin đồn của anh ấy, nghi là bạn gái thật, Tô Nhan, xinh đẹp quá, xinh quá, kích động. Rất nhanh, bài đăng trên vòng bạn bè này bắt đầu được chia sẻ rầm rộ, bình luận trong nháy mắt đã vượt quá 1 triệu. Sau khi vào thang máy, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn Yến Trạch, ở nơi công cộng mà anh không sợ scandal à? Nếu tôi còn không thể hiện gì nữa, thì tôi thật sự phải come out đồng tính mất. Yến Trạch cúi đầu hôn lên môi cô. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đứng lấy vài nhân viên của Hà Thị. Nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người trong thang máy, bọn họ lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi, bịch ngã một tiếng quỳ xuống trước mặt Yến Trạch, em sai rồi. Cầu xin anh Yến cho em một cơ hội để sửa sai. Yến Trạch không thèm nhìn anh ta, nói với nhân viên của Hà Thị, Hà tổng của các người đâu. Nhân viên công tác ngẩn người, vội vàng nói, ở phòng game ạ. Yến Trạch hạ giọng nói với Tô Nhan, em qua đó trước đi, tôi xử lý chút việc, lát nữa sẽ đến tìm em. Tô Nhan nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ trên đất, vâng. Cửa phòng game mở hé, bên trong truyền đến tiếng chơi game. Tô Nhan bước vào, liền nhìn thấy một bé gái tóc trắng, cuộn tròn trên ghế sofa, tay cầm điều khiển chơi game. Trên màn hình lớn, trận chiến đang diễn ra vô cùng gay cấn. Trong đó, một nữ game thủ tóc trắng, chỉ một chiêu đã tiêu diệt toàn bộ quái vật. Hà Thành ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa bên cạnh, hai chân bắt chéo, ung dung nhàn nhã. Nói là chơi game, nhưng ánh mắt anh ta vẫn luôn dán chặt vào cô bé, hoàn toàn không nhìn màn hình trò chơi. Nói là không chơi, anh ta lại cầm điều khiển thao tác nhanh thoăn thoắt. Tiểu Mộ Mộ của mẹ, sao lại biến về hình dạng con người rồi? Tô Nhan mỉm cười hỏi. Tiểu Mộ Mộ quay đầu lại, nhìn mẹ nó nói, mẹ đến rồi ạ, dùng hình dạng con người để chơi game bằng điều khiển thuận tiện hơn, với lại, con đã biết chơi game rồi. Tô Nhan khen ngợi, Tiểu Mộ Mộ chơi giỏi quá, có thể về so tài với các anh chị rồi đấy. Đợi con chơi xong ván này đã ạ, Tiểu Mộ Mộ lại nhìn chằm chằm vào màn hình,
tập trung cao độ. Tô Nhan nói với Hà Thành, mấy ngày nay làm phiền Hà Tổng rồi. Hà Thành mời Tô Nhan ngồi xuống, là vinh hạnh của tôi, Yến Trạch đâu rồi? Anh ấy bị người ta chặn lại, hiện tại đang ở phòng họp, Tô Nhan đáp. Hà Thành cầm điện thoại di động lên xem, là trợ lý trước đây của anh ấy, tiết lộ lịch trình làm việc của anh ấy. Chuyện gì vậy? Còn nhớ ngày hôm phát sóng trực tiếp, Hoa Tư Kỳ đến còn sớm hơn em sao? Tô Nhan gật đầu. Sao vậy? Ban đầu chỉ có em và Yến Trạch đến sớm một tiếng, những người khác đều đến sau 8 giờ. Nhưng Hoa Tư Kỳ đã mua chuộc một trợ lý của Yến Trạch, cho nên mới có thời gian ở riêng với Yến Trạch. Nhưng điều này đã khiến Yến Trạch không vui, vì vậy mới bị loại khỏi chương trình. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng là anh và cô ta chán nhau rồi, nên đá cô ta. Tô Nhan lấy từ trong không gian hệ thống ra một chai nước suối Linh Tuyền, cắm ống hút vào, đưa cho Tiểu Mộ Mộ uống. Tiểu Mộ Mộ ngoan ngoãn uống hết nước. Hà Thành nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Tiểu Mộ Mộ, bưng chén trà lên uống. Em hiểu lầm rồi. Tôi và Hoa Tư Kỳ không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là có một thương hiệu con của tập đoàn Hà Thị đang tìm người đại diện, muốn hợp tác với cô ta, bây giờ cũng hủy bỏ rồi. Thật sao? Tô Nhan nhớ lại lúc ở bãi đậu xe, cô còn nhìn thấy Hoa Tư Kỳ và nhân viên của Hà Thị xảy ra tranh chấp trong lúc lời qua tiếng lại. Cô ta đã tung ra một tin chấn động, vậy tại sao cô ta lại nói là mang thai con của anh, còn kiên quyết đòi gặp anh? Phụt ngã ngụm trà trong miệng Hà Thành phun thẳng ra, không thể nào. Ký chủ, Hà Thành tuyệt tình không có tinh trùng, chắc chắn không thể khiến phụ nữ mang thai, Tiểu Mỹ hóng hớt nói với Tô Nhan. Hà, thật hay giả vậy, Tiểu Mỹ là hệ thống sinh con, chuyện này tuyệt đối chính xác. Không chữa được sao, khả năng đầu thai lại từ đầu cao hơn, Tiểu Mỹ đáp. Ánh mắt Tô Nhan nhìn Hà Thành mang theo một tia thương hại. Tiểu Mộ Mộ đột nhiên nói, anh có giao phối với cô ta không, nếu có thì có khả năng mang thai đấy. Tô Nhan kinh ngạc nhìn Tiểu Mộ Mộ, con, sao con biết chuyện này? Giáo viên ở học viện thần thú dạy con ạ, con dạy chúng con nhất định phải tự trọng, không được quan hệ bừa bãi, cho dù là đến kỳ động dục, cũng có cách để kiềm chế. Nhất định không được giống như dã thú, phải xuất phát từ tình yêu chân thành. Giáo viên của các con là ai? Tô Nhan tò mò. Tông lão, Tiểu Mộ Mộ đáp. Tô Nhan cứng họng. Hà Thành ngồi bên cạnh nghe thấy, mặt mày đầy vẻ xấu hổ. Cái kia, tôi đi xem Yến Trạch thế nào. Nói xong liền luống cuống bỏ chạy. Mẹ ơi, con chơi xong ván này rồi, muốn vào không gian hệ thống thử game của dì Tiểu Mỹ, Tiểu Mộ Mộ nói với Tô Nhan. Tô Nhan gật đầu, con vào đó hỏi thăm các anh chị xem có ai muốn ra ngoài chơi không nhé. Vâng ạ, Tiểu Mộ Mộ nhào vào lòng Tô Nhan. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm ngã. Tô Nhan rưng rưng nước mắt, ôm con gái vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Mẹ cũng yêu con, hôn một cái nào ngã. Tiểu Mộ Mộ biến thành mèo con, lim dim đôi mắt, hưởng thụ tình mẫu tử của Tô Nhan, vui vẻ quay về không gian hệ thống. Một chiếc tàu vũ trụ rời khỏi Lam Tinh, hướng nữ hoàng bay đi. Sự xuất hiện của nữ hoàng là thông qua một hố đen truyền tống đến. Vừa vặn nó đã đập vỡ một thiên thạch khổng lồ đang bay về phía Lam Tinh, giúp Lam Tinh giải trừ một cuộc khủng hoảng hủy diệt. Trên bàn cờ vua, quân cờ có thể ăn quân đối phương theo chiều ngang, dọc, chéo và bảo vệ quân vua chính là quân hậu. Vì vậy hành tinh đột ngột xuất hiện này được đặt tên là Nữ Hoàng, đóng vai trò là ngôi sao đồng hành quan trọng nhất của Lam Tinh, có tác dụng bảo vệ to lớn. Hiện tại, người dân trên Lam Tinh ngày càng coi trọng Nữ Hoàng, nhưng chính phủ vẫn chưa có ý định tiếp tục khai thác ngôi sao đồng hành này. Tô Nhan bước xuống từ tàu vũ trụ. Linh khí ập vào mặt khiến cô cảm thấy thoải mái toàn thân. Cách đó không xa là một thị trấn đang được xây dựng, một phần đã hoàn thành. Người phụ trách Nữ Hoàng của tập đoàn Hà Thị đã đợi ở đây từ sớm, còn chuẩn bị sẵn mười mấy chiếc xe cấp cứu mới tinh, rõ ràng là biết rõ những người đến đây là ai. Ngoại trừ nhân viên của đoàn làm phim Hot Rod Explosion 4, phần lớn còn lại đều là những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc bệnh nặng. Tô Nhan nhìn những bệnh nhân đang được dìu xuống từ tàu vũ trụ, trong mắt họ tràn đầy hy vọng về sức khỏe, cô đi theo nhân viên y tế lên xe cấp cứu. Trong đó có Niên Phương cùng bạn trai, dìu cha cô ấy cũng lên xe cấp cứu. Trước khi lên xe, cô ấy còn cúi đầu cảm ơn Tô Nhan. Tô Nhan phẩy phẩy tay, bảo cô ấy chăm sóc ông cụ trước, không cần phải vội vàng đến đoàn phim. Yến Trạch đi đến bên cạnh Tô Nhan, ánh mắt dừng lại trên bụng cô, thật sự không phải con của anh sao? Tô Nhan mỉm cười, nếu tôi nói là con của anh thì sao? Bàn tay Yến Trạch đột nhiên siết chặt, nếu là con của anh sẽ chịu trách nhiệm. Không phải con của anh thì không chịu trách nhiệm à? Cũng không cần phải chịu trách nhiệm, con ai người nấy nuôi là được, Tô Nhan cười nói. Kỳ thực, cô vẫn luôn để ý chuyện anh chưa bao giờ xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Cô cũng chỉ coi anh là một công cụ cung cấp gen giống đực. Còn những lời yêu đương kia,
chỉ là để quá trình giao phối diễn ra tự nhiên hơn mà thôi. Cô và anh là do hormone thôi thúc, là tình yêu sét đánh. Nhưng mà, dường như không chỉ có vậy. Cô đối với anh luôn có một loại cảm giác khó nói thành lời. Tự hỏi lòng mình, anh ấy có phải là thú phu của cô không? Không, anh chưa từng thừa nhận. Mỗi lần nhắc đến Thanh Lăng Huyễn bọn họ, anh đều dùng từ những thú phu của em. Một hai lần có thể nói là không để ý, nhưng nhiều lần như vậy, cô không thể nào làm lơ được nữa. Anh không muốn giống như bọn họ, trở thành phu quân của cô. Nếu đã như vậy, vậy thì sau khi chuyến đi này kết thúc, đường ai nấy đi. Người nói muốn sinh con cho anh là cô, người tự ý mang thai cũng là cô. Anh chưa từng yêu cầu, có lẽ đã từng rung động, hoặc có lẽ sự rung động đó chỉ là ảo giác của riêng cô mà thôi. Hà Thành vội vàng tìm Tô Nhan, tiểu mộ mộ của tôi đâu? Tiểu mộ mộ của anh, từ khi nào lại thành của anh rồi? Tô Nhan bật cười, con gái út của tôi tạm thời sẽ không ra ngoài đâu. Vậy lúc quay chương trình, tôi không có bạn cặp thì làm sao bây giờ? Tôi có một cậu con trai, nó rất muốn ra ngoài chơi. Hay là anh chơi với nó đi, dù sao cũng chỉ là chơi game cho vui thôi mà. Nói xong, Tô Nhan thả Tiểu Thiên Thiên ra. Cũng là một cậu nhóc trắng muốt, cái đuôi to xù lông, đôi mắt hồ ly quyến rũ mê người bẩm sinh, khiến người ta muốn dốc lòng lấy lòng nó. Hà Thành lập tức nhìn chằm chằm. Tô Nhan xoa xoa đầu Tiểu Thiên Thiên, game của dì Tiểu Mỹ vui như vậy mà cũng không thèm ra ngoài. Game lần này của dì Tiểu Mỹ khó lắm, mọi người đều đang vượt ải, con đưa tài khoản cho Tiểu Điểm Điểm. Ra ngoài hóng gió một chút, tiện thể xem thử ở đây có gì vui không, nếu không vui thì mọi người lại tiếp tục chơi game. Cảm tình là con đến do thám à, được rồi. Tô Nhan xoa đầu nó, đưa nó cho Hà Thành, ở đây có chỗ nào vui không, giới thiệu cho nó đi. Hà Thành kích động không thôi, ó, để tôi dẫn nó đi dạo một vòng, nó cũng là con người sao? Nó không phải con người, nó là cửu vĩ thiên hồ, là thần thú con, tôi dẫn nó đến thế giới này chơi. Tô Nhan đáp, sau đó như vô tình hỏi, đúng rồi, anh có biết Tiểu Mỹ không? Tiểu Mỹ, nó là 002, tôi là 000, đương nhiên là biết rồi. Ôm Tiểu Thiên Thiên trong lòng, Hà Thành kích động đến mức quên hết tất cả, buột miệng nói ra sự thật. Nụ cười thoải mái trên mặt Tô Nhan hoàn toàn biến mất, cô thản nhiên liếc nhìn Yến Trạch, vậy anh là ai? Yến Trạch. Tiểu Thiên Thiên nhìn Tô Nhan, rồi lại nhìn Yến Trạch, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đảo một vòng, lắc lắc cái đuôi to xù lông. Giơ móng vuốt nhỏ ra vỗ vỗ Hà Thành, chúng ta đi chơi thôi, nơi này sắp biến thành chiến trường rồi. Hà Thành cũng nhận ra bản thân vừa rồi lỡ lời, xin lỗi, tôi và Tiểu Thiên Thiên đi chơi trước. À không, tôi đi sắp xếp công việc trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Tiểu Thiên Thiên nũng nịu trong lòng Hà Thành, vừa rồi con ngửi thấy trên người anh có mùi rất thơm. Là cái này, vốn định dành cho Tiểu Mộ Mộ, bây giờ tặng cho con. Hà Thành đưa cho Tiểu Thiên Thiên một quả hình trái tim xanh biếc. Tiểu Thiên Thiên hài lòng nheo mắt, không tệ, còn nữa không? Có, Hà Thành ôm Tiểu Thiên Thiên, mỉm cười hạnh phúc, muốn bao nhiêu cũng có. Tiểu Thiên Thiên lắc lắc đuôi, lấy tay cọ cọ cằm anh, hay là anh làm thú phu của mẹ con đi. Hả? Hà Thành ngẩn người, Tô Nhan đến một khu rừng có rất nhiều linh thảo. Ở đây có rất nhiều cây non linh thảo, cô chợt hiểu ra tại sao Lam Tinh lại không muốn khai phá nơi này. Một khi đã khai phá, hệ sinh thái ở đây chắc chắn sẽ bị phá hủy, không cần bao lâu, nơi này sẽ biến thành Lam Tinh thứ hai. Mà hệ sinh thái ở đây mới là thứ mà Lam Tinh cần nhất. Anh là ai? Tô Nhan hỏi, tại sao lại giả mạo 000? Tiểu Mỹ, cậu biết thân phận thật sự của anh ta sao? Giọng nói của Tô Nhan có chút lạnh lùng. Tiểu Mỹ luống cuống, biết. Tô Nhan khoanh tay sau lưng, anh ta là ai? Tiểu Mỹ ấp a ấp úng nói, Tiểu Mỹ cũng chỉ mới phát hiện ra thân phận thật sự của anh ta sau lần cập nhật vừa rồi. Tô Nhan quay đầu nhìn Yến Trạch đang đứng sau lưng. Tiểu Phong Ninh có ở đó không? Yến Trạch hỏi một câu. Tô Nhan cau mày, không biết chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Phong Ninh, nhưng cô vẫn thả Tiểu Phong Ninh ra khỏi không gian hệ thống. Mẹ, mẹ gọi con ạ. Tiểu Phong Ninh chú ý đến Yến Trạch, kinh ngạc nói, Bạch Nhận, là anh sao? Thứ anh gửi con, có thể trả lại cho anh không? Yến Trạch đưa tay xoa đầu Tiểu Phong Ninh. Tiểu Phong Ninh lấy từ trong túi chữ vật ra một vật giống như con chip, trả lại cho Yến Trạch. Sau khi cất kỹ, Yến Trạch nói với Tô Nhan, tôi là Nhận. Hệ thống chính, Tô Nhan kéo Tiểu Phong Ninh vào lòng. Chẳng trách anh có quyền lực lớn như vậy, nói giao nhiệm vụ là giao nhiệm vụ, nói cho thưởng là cho thưởng, thậm chí còn có thể khống chế cả Tiểu Mỹ. Hắn ta chính là nhà phát triển của cô phải không? Vâng, đúng vậy ký chủ, hệ thống thiên phú của Tiểu Bảo Nhi cũng do anh ta phát triển. Vậy mà ngươi lại trơ mắt nhìn ta bị hắn ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
hệ thống chính không cho phép Tiểu Mỹ nói cho ký chủ biết. Nói là, nếu nói cho ký chủ, cô sẽ rất buồn. Hắn ta nói không sai, tôi rất buồn, không ai muốn bị che mắt, yêu đương ân ái với một người che giấu thân phận. Tiểu Mỹ sai rồi, sau này nhất định sẽ nói cho ký chủ biết ngay. Tô Nhan cất Tiểu Phong Ninh vào không gian hệ thống, vì sao lại che giấu thân phận tiếp cận tôi? Lúc đầu tôi không có đoạn ký ức nào về Bạch Nhận, chỉ muốn tách hệ thống Noah khỏi hệ thống sinh con. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Mỹ và cô dung hợp hoàn hảo, sinh ra những đứa con tiềm lực siêu phàm, tôi lại thay đổi chủ ý. Tôi muốn xem, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Mỹ, cuối cùng cô có thể sinh ra được đứa con như thế nào. Vân vân ậy, trong mắt anh, tôi chỉ là một con chuột bạch. Một con chuột bạch đúng nghĩa, phải không? Tô Nhan nhìn hắn. Sau khi biết được sự thật, ngược lại không tức giận nữa. Chỉ là cũng không còn mong đợi gì nữa. Tiểu Mỹ, nếu ngươi dám nói với hắn ta đang mang thai con của hắn ta, từ nay về sau, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Không, Tiểu Mỹ tuyệt đối không nói. Hơn nữa ký chủ đã mang thai rồi. Đối với Tiểu Mỹ mà nói, mục tiêu đã đạt được. Sau khi sinh con, Tiểu Mỹ sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ này, không có vấn đề gì cả. Đó là ngươi nói đấy nhé. Tiểu Mỹ cam đoan, xin thề bằng danh dự của hệ thống sinh con. Hệ thống sinh con còn có danh dự nữa sao? Hệ thống sinh con vĩ đại, Yến Trạch không phủ nhận. Ban đầu, tôi quả thực coi cô là chuột bạch thí nghiệm. Tô Nhan gật đầu, cũng coi là dám làm dám chịu, không có tìm cớ ngụy biện lung tung. Vậy anh dụ dỗ tôi lên giường với anh, cũng là muốn nếm thử mùi vị của tôi, con chuột bạch thí nghiệm này sao? Làm vậy là vượt quá giới hạn rồi, có vẻ không đủ chuyên nghiệp. Trong dữ liệu trò chơi của Tiểu Mỹ, sau khi tôi bắt được ký ức của Bạch Nhận, tôi nhớ lại mình từng bị X bác sĩ đẩy đến tinh cầu Nguyên, hơn nữa còn gặp được cô ở đó. Đoạn ký ức đó tôi đã quên rồi, Tiểu Mỹ nói có thể giúp tôi khôi phục, nhưng cuối cùng tôi vẫn từ chối. Đối với người đàn ông đã mổ bụng tôi lấy con, tôi sẽ không tha thứ. Cho dù lý do là gì, cũng đều không thể. Điều này cũng là điều hắn thật sự lo lắng, Tô Nhan không mang thai con của hắn thì còn đỡ. Nếu như mang thai, hắn sẽ luôn nhớ đến, bản thân đã từng tự tay lấy ra một đứa con từ trong bụng Tô Nhan. Hắn lùi lại hai bước, châm một điếu thuốc hít sâu rồi thở ra, vẻ mặt có chút cứng cứng, tôi có thể bồi thường cho cô. Tô Nhan nhìn hắn, ném cho hắn một cái túi chữ vật, nạp đầy bảo vật thiên địa. Yến Trạch liếc nhìn cô một cái, thấy thần sắc cô lạnh lùng như băng xương, không còn chút dịu dàng như nước nào, liền dừng một chút rồi nói, nếu như việc này có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn. Hắn làm theo lời cô, nạp đầy túi chữ vật rồi đưa lại cho cô. Đương nhiên, Tô Nhan nhận lấy túi chữ vật, đi về phía thị trấn của tập đoàn Hoắc Thị, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đường ai nấy đi. Sau này anh vẫn là hệ thống chính cao cao tại thượng, còn tôi vẫn là con chuột bạch thí nghiệm kia. Chuyện ngu ngốc mất khống chế của kẻ bề trên, tốt nhất đừng làm nữa. Yến Trạch nhìn bóng lưng cô, dập tắt điếu thuốc, thân ảnh dần dần biến mất, Tô Nhan trở về khách sạn Hoắc Thị nơi tổ chương trình đang ở. Vừa bước vào cửa khách sạn, cô đã thấy nữ khách mời Tiêu Dung và một nam khách mời đang cãi nhau. Thậm chí cô ta còn tát nam khách mời một cái, mắng, cậu có chút tiền đồ nào không hả? Nam khách mời Tiêu Trúc vẻ mặt dám giận không dám nói, chị, cứ coi như không có tôi, đứa em trai này đi. Nói xong liền chạy ra khỏi khách sạn. Lúc đi ngang qua Tô Nhan, suýt chút nữa thì đụng trúng cô, xin lỗi. Tiêu Dung nhìn thấy Tô Nhan thì vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, biểu cảm cũng thay đổi trong tích tắc, mỉm cười ôn hòa, tiểu Tô đã về rồi à, có phải đã hẹn hò với ảnh đế Yến rồi không? Tô Nhan phủ nhận, không có, chỉ là đi dạo quanh đây một chút, gặp phải một con rắn độc. Hà, Tiêu Dung giật mình, nơi này có rắn độc sao? Phải đó, phải cẩn thận, cho nên tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả khó lường. Quả thực là như vậy, linh khí của tinh cầu này rất tốt, nếu có côn trùng độc, rắn rết, chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, nhân viên công tác của Hoắc Thị cũng đề nghị mọi người tốt nhất không nên tự ý ra khỏi thị trấn, đến những nơi chưa được khai hoang để vui chơi, tránh xảy ra nguy hiểm. Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn tiểu Tô nhắc nhở. Tiêu Dung nói xong liền vẫy tay gọi nhân viên công tác của khách sạn. Quản lý Nghiêm, vị này cũng là nữ khách mời của Trái Tim Bùng Nổ 4, bạn đồng hành của cô ấy là Yến Trạch, ảnh đế hàng đầu giới giải trí, nhất định phải sắp xếp phòng tốt nhất. Vâng Tiêu Tổng, Tô Tiểu Thư, mời cô qua đây đăng ký. Quản lý Nghiêm là một người phụ nữ trung niên có khí chất trầm ổn, giọng nói ôn hòa, cử chỉ to nhã to toát ra sự thân thiện. Đến phòng, Tô Nhan phát hiện phòng đối diện chính là phòng của Yến Trạch. Cô khựng lại một chút, nói với nhân viên công tác, có thể đổi phòng khác không? Tô Tiểu Thư, đây là phòng tốt nhất của chúng tôi, Hoắc Tổng đã đặc biệt dặn dò, quản lý Nghiêm nói với Tô Nhan. Tô Nhan kinh ngạc, không phải ý của Tiêu Tổng sao? Không phải,
chỉ là Tiêu tổng vừa nói như vậy, chúng tôi thuận miệng đáp lại thôi. Quản lý Nghiêm cười nói, Tiểu Mộ Mộ cũng ở trong phòng này, cô xem có được không? Tô Nhan mỉm cười, vâng, chương trình hẹn hò Nhịp tim bùng nổ 4 bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mỗi khách mời thông qua việc bốc thăm nhiệm vụ, bốc thăm chúng gì thì phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Tô Nhan ôm Tiểu Mộ Mộ, đi về phía ống đựng thẻ nhiệm vụ. Tiểu Thiên Thiên sau khi dò xét xong, không còn hứng thú gì với tinh cầu nữ hoàng này nữa, lại trở về không gian hệ thống chơi game. Còn Tiểu Mộ Mộ vì chơi game quá gà, lại ra ngoài tiếp tục học bổ túc với Hoắc Thành. Hoắc Thành rất thích Tiểu Thiên Thiên, nhưng theo lời cậu ta nói, Tiểu Thiên Thiên quá danh ma, quá thông minh, cho dù là chơi game hay làm việc gì, đều khiến cậu ta rất nản lòng. Hoàn toàn không có sự ngoan ngoãn đáng yêu của Tiểu Mộ Mộ và cảm giác thành tựu khi dạy Tiểu Mộ Mộ chơi game. Vì vậy, sau khi Tiểu Mộ Mộ ra ngoài, Hoắc Thành vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Tô Nhan rút hai thẻ, một thẻ ghi, tìm một chiếc lá hình vuông. Một thẻ ghi, múc một bình nước suối trên núi. Tiểu Mộ Mộ, con muốn hoàn thành nhiệm vụ nào? Tô Nhan hỏi. Tiểu Mộ Mộ chỉ vào nhiệm vụ tìm chiếc lá hình vuông. Tô Nhan liền buông con bé ra, đi đi, tìm được rồi thì quay lại. Tiểu Mộ Mộ rất nhanh đã chạy xa. Tô Nhan không lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Mộ Mộ. Trong túi trữ vật của con bé, không biết có bao nhiêu lá bùa. Hơn nữa còn có Tiểu Mỹ luôn theo dõi con bé. Vậy tôi đi múc nước suối. Tô Nhan nhận lấy bình nước của tổ chương trình, cũng xuất phát. Người tiếp theo bốc thăm là Yến Trạch. Hắn cũng bốc trúng nhiệm vụ đi múc nước suối. Tô Nhan được ba quay phim và trợ lý Niên Phương đi theo sau, bắt đầu đi về phía dòng suối. Trên đường đi, cô cố ý không đi theo con đường bằng phẳng đã được đánh dấu, mà chỉ tìm những nơi có phong cảnh đẹp, nhưng đường đi gập ghềnh. Các quay phim đi theo sau Tô Nhan, bước chân lúc sâu lúc nông, nhưng không hề bỏ lỡ những cảnh đẹp hoang sơ đó. Nhân lúc quay phim đang lấy góc quay, Niên Phương nhắc nhở Tô Nhan, chị Tô, chúng ta đi đường này có phải bị lạc rồi không? Có thể, Tô Nhan vịn eo, chỉ cần lấy được nước suối là được rồi chứ gì. Chị Tô có mệt không? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Niên Phương đỡ Tô Nhan. Tô Nhan đã quen với việc dịch chuyển tức thời và dịch chuyển không gian, nên lười đi bộ, kiểu đi đường dài này. Lại còn là đường đá gập ghềnh, nên có chút vất vả, vượt qua ngọn núi phía trước, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Vượt qua ngọn núi, một biển hoa đầy màu sắc hiện ra trước mắt. Giữa biển hoa là một hồ nước trong xanh, vài con thiên nga đang thong thả bơi lội trên mặt hồ. Các quay phim không thể dừng lại được nữa. Tô Nhan không nhìn thấy tình hình phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn nói vài câu với ống kính. Nơi này thật đẹp, mọi người xem, có phải cũng rất đẹp không? Bên kia còn có một vườn cây ăn quả dại, chúng ta cùng qua đó xem thử, có quả nào ăn được không? Tiểu Mỹ nói với Tô Nhan, những loại quả này đều rất tốt, chứa linh khí. Tuy nhiên, đối với ký chủ thì không có tác dụng gì, ký chủ nên ăn nhiều bảo vật thiên địa thần phẩm một chút. Tô Nhan gọi Niên Phương qua hái quả. Có một quay phim gan dạ, trực tiếp hái một nắm dâu tây dại nhét vào miệng, một luồng hương thơm ngọt ngào thanh mát tràn xuống cổ họng. Mệt mỏi khi đến đây tan biến hết, anh ta kinh ngạc kêu lên, quả này ngon quá. Tô Nhan nói với ống kính, mọi người khi ở ngoài tự nhiên, đừng tùy tiện ăn những thứ không biết. Chúng tôi đã ăn ở thị trấn rồi, nên biết loại này có thể ăn được. Sau đó, cô cũng ăn hai quả, vị chua chua ngọt ngọt, có mùi việt quất nhàn nhạt, rất ngon. Sau khi Tô Nhan lấy đầy một bình nước, lại hái thêm vài quả dại, cô liền giơ máy quay lên tự phát sóng trực tiếp, để Niên Phương và các quay phim tự do hái quả. Dù sao đối với người bình thường mà nói, linh quả là thứ vô cùng quý hiếm. Cho đến khi không còn chỗ để đựng nữa, cả nhóm mới thu hoạch đầy áp trở về. Trên đường đi, Tô Nhan gặp Yến Trạch, người cũng bốc thăm trúng thẻ nhiệm vụ lấy nước suối. Vì Tô Nhan đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu, nên Yến Trạch đã không gặp Tô Nhan trên đường đi. Bây giờ nhìn thấy cô và cả bình nước trên tay cô, anh liền đưa tay ra, đưa cho tôi. Tô Nhan chú ý đến máy quay phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ xen lẫn ngại ngùng, cảm ơn anh Yến. Yến Trạch đi phía trước. Tô Nhan chọn một quả dại còn xanh đưa cho Yến Trạch. Quả dại còn xanh, vừa chát vừa đắng lại còn hơi độc. Yến Trạch cố chịu đựng cảm giác tê dại trong miệng, hỏi, quả này hái ở đâu vậy? Tô Nhan đáp, chúng tôi đi lạc đường, tìm thấy một hồ nước được tạo thành từ nhiều dòng suối, xung quanh mọc rất nhiều cây ăn quả dại, có ngon không? Ngon, ngon thì ăn thêm hai quả nữa, tôi đặc biệt hái cho anh Yến ấy. Tô Nhan cười vui vẻ, đưa cho anh một quả còn xanh hơn. Cảm ơn. Không có gì. À đúng rồi, tôi xem thông tin trên mạng, anh Yến tốt nghiệp Đại học Thế Đại, năm đó thi đại học được bao nhiêu điểm vậy? Được tuyển thẳng, sau đó vào giới giải trí, vẫn luôn bảo lưu kết quả học tập. Vậy hồi cấp 3, anh Yến có thích cô gái nào không?
có một người tôi thầm mến. Cô gái đó chắc hẳn rất xinh đẹp nhỉ, anh có viết thư tình cho cô ấy không? Tô Nhan vừa hỏi, vừa đưa cho Yến Trạch một quả xanh khác. Yến Trạch nhận lấy quả, xoay xoay trên tay, thực sự không ăn nổi nữa, bây giờ miệng toàn vị chát và tê, rất xinh đẹp. Tô Nhan giả vờ giận dỗi, thật muốn xem thử cô ấy trông như thế nào. Yến Trạch dừng lại, sau đó mở nắp bình nước, miệng bình rộng bằng bàn tay, phản chiếu bầu trời xanh mây trắng. Lại đây, Yến Trạch gọi Tô Nhan. Tô Nhan đi tới, sao vậy? Trong nước có thứ gì đó, Yến Trạch nghiêm túc nói. Ồ, Tô Nhan ghé đầu nhìn. Nhìn thấy gì chưa? Yến Trạch hỏi. Tô Nhan đáp, không có gì cả. Nói xong, cô đột nhiên hiểu ra, lại cúi đầu nhìn vào bình nước, bên trong có một cái bóng. Quay phim vội vàng chĩa ống kính vào mặt bình, khuôn mặt của Tô Nhan hiện lên rõ ràng. Tô Nhan sững người, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Yến Trạch dịu dàng như muốn kéo thành sợi. Ở một nơi khác, đạo diễn Triệu đang xem dữ liệu phát sóng trực tiếp thì thấy một lượng lớn traffic đổ vào phòng phát sóng trực tiếp. Trên màn hình phát sóng trực tiếp toàn là bình luận, dường như có thể nghe thấy tiếng hét của khán giả. Nhìn vào nguồn dữ liệu, quả nhiên là của nhóm Yến Trạch và Tô Nhan. Nữ khách mời nghiệp dư này thật sự không đơn giản, đạo diễn Triệu nói với biên kịch bên cạnh. Biên kịch cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, đối mặt với ảnh đế Yến, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, ứng phó với ống kính trực tiếp cũng rất tự nhiên, lợi hại. Tiểu Mộ Mộ cũng được bố trí một quay phim và một trợ lý, nhưng đi theo cũng như không. Bởi vì Tiểu Mộ Mộ là mèo, chỉ cần nhảy một cái là biến mất. Trợ lý và quay phim bắt đầu đi tìm mèo khắp nơi. Nhưng không lâu sau, Tiểu Mộ Mộ lại xuất hiện, trong miệng ngậm một chiếc lá hình vuông chạy về. Trong lòng thầm nghĩ, chơi game với các anh chị, thua cũng không mất mặt. Nếu chơi game với những người này mà cũng thua, vậy thì mất mặt quá, sẽ bị các anh chị cười chết mất. Tiểu Gia Hỏa chạy với tốc độ cực nhanh. Đạo diễn Triệu đang xem màn thể hiện của các nhóm trên sóng trực tiếp, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu meo. Tiểu Mộ Mộ, đạo diễn Triệu kinh ngạc, hơn nữa ông còn nhìn thấy, bên cạnh Tiểu Mộ Mộ, có một chiếc lá hình vuông. Tiểu Mộ Mộ đắc ý kêu thêm một tiếng. Tiểu Mộ Mộ giỏi quá, hoàn thành nhiệm vụ, dùng thời gian ngắn nhất. Đạo diễn Triệu cười khen ngợi, sau đó nói với biên kịch, con mèo này thật sự rất có linh tính. Biên kịch cũng gật đầu, không chỉ chủ nhân lợi hại, thú cưng cũng lợi hại. Đạo diễn Triệu cười nói với Tiểu Mộ Mộ, người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có thể ưu tiên chọn bạn đồng hành cho trò chơi vòng 2. Tiểu Mộ Mộ nhìn năm tấm bảng hình người của các nam khách mời, đi quanh bọn họ. Lúc sắp rời khỏi không gian hệ thống, Tiểu Thiên Thiên dặn dò con bé, em gái, người tên Hoắc Thành kia có rất nhiều bảo vật thiên địa siêu thần phẩm. Vâng, em biết, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Em gái giỏi lắm, cố lên. Cuối cùng Tiểu Mộ Mộ đã chọn Hoắc Thành. Vừa lúc Hoắc Thành trở về, đi theo sau anh là Hàn Ý. Trong tay hai người, mỗi người đều cầm một cây cỏ có lá hình trái tim trở về. Trên quần áo của Hàn Ý còn dính một ít bùn đất, mái tóc uốn xoăn tinh xảo ban đầu, bây giờ được búi thành búi cao, trông có chút lộn xộn. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Hoắc Thành, đầy sự sùng bái và si mê. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Hàn Ý đã động lòng với Hoắc Thành. Hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đạo diễn vội vàng nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của hai người. Nhưng mà, hai người này đồng thời tắt màn hình đen trong khoảng 30 phút. Hai người đã làm gì vậy? Hoắc Thành đưa cây cỏ lá hình trái tim đã hái được cho nhân viên công tác của tổ chương trình sau khi kiểm tra, được đặt lên bàn nhiệm vụ. Trên bàn đã có một chiếc lá hình vuông. Hoắc Thành nhìn tên người hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Mộ Mộ. Ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh, bỗng chốc trở nên kích động, Tiểu Mộ Mộ đâu rồi? Tiểu Mộ Mộ đang nằm ngủ trong một chiếc lồng hình quả trứng, nghe thấy tiếng gọi của anh liền ngẩng đầu lên, che miệng ngáp một cái, rồi tiếp tục ngủ. Hành động đầy tính người như vậy khiến những người yêu mèo trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng spam bình luận. Hiện tại tổ chương trình vẫn chưa mở kênh DONATE, nếu mở, chỉ riêng Tiểu Mộ Mộ thôi cũng có thể kiếm được không biết bao nhiêu là thức ăn cho mèo. Tiểu Mộ Mộ đáng yêu quá, Hàn Ý nhìn Tiểu Mộ Mộ, nở nụ cười yêu thích. Nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt. Tiểu Mộ Mộ từ trong lồng chui ra, đi đến trước bảng tên của Hoắc Thành. Lúc này Hoắc Thành mới phát hiện, trên bảng tên của anh đã được dán tên của Tiểu Mộ Mộ, nghĩa là Tiểu Mộ Mộ là người đến đầu tiên, có quyền lựa chọn trước, hơn nữa còn chọn anh. Hoắc Thành bế Tiểu Mộ Mộ lên, vòng sau chúng ta cùng chơi game nhé. Meo ngã Tiểu Mộ Mộ kêu một tiếng, sau đó cảm nhận được điều gì đó, liền nhìn về phía Hàn Ý, vừa hay bắt gặp ánh mắt không có thiện cảm của cô ta. Tiểu Mộ Mộ khiêu khích nhe răng với cô ta, sau đó lại cọ cọ vào người Hoắc Thành. Hoắc Thành không chú ý đến hành động nhỏ của Tiểu Mộ Mộ với Hàn Ý, chỉ nghĩ là con bé đang làm nũng với mình,
trong tay anh xuất hiện một quả màu đen to bằng quả óc chó, thưởng cho Tiểu Mộ Mộ. Tiểu Mộ Mộ nhận lấy, cất vào chiếc túi chữ vật nhỏ đeo trên cổ, sau đó đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Còn muốn nữa, Tô Nhan và Yến Trạch cũng đã trở về. Mối quan hệ của hai người thoạt nhìn rất hòa hợp, giống như đang yêu đương thật vậy. Nước suối, Tô Nhan đặt bình nước của mình lên bàn nhiệm vụ trước. Yến Trạch cũng đặt bình nước của mình lên, của tôi. Tô Nhan về thứ tư, Yến Trạch về thứ năm, không thưởng cũng không phạt. Đạo diễn Triệu hô lớn, mời hai vị đến khu vực nghỉ ngơi. Ở khu vực nghỉ ngơi cũng có máy quay trực tiếp. Tô Nhan nhìn thấy Tiểu Mộ Mộ đang ăn, lập tức đi tới. Tiểu Mộ Mộ về nhất cơ à, giỏi quá ngã. Meo ngã Tiểu Mộ Mộ kêu một tiếng. Tô Nhan xoa đầu con bé, nói với Hoắc Thành, làm phiền Hoắc Tổng rồi. Nó chọn tôi làm bạn đồng hành cho vòng 2, Hoắc Thành cười nói. Tô Nhan gật đầu, được, vậy tiếp tục làm phiền Hoắc Tổng. Ánh mắt đảo một vòng, Tô Nhan nhìn về phía Hàn Ý đang bận rộn với điện thoại. Hàn tỷ về thứ ba, cũng có cơ hội chọn bạn đồng hành, không biết Hàn tỷ chọn ai vậy. Giữ bí mật, Hàn Ý không ngẩng đầu lên nói. Yến Trạch đưa cho Tô Nhan một ly nước màu xanh nhạt, khát không? Cảm ơn, Tô Nhan nhận lấy ly nước, uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, ngọt quá. Yến Trạch khẽ nhếch môi, uống rượu vang hồng của mình. Từng người một, các khách mời khác đều đã trở về. Phát sóng trực tiếp tạm thời kết thúc. Đạo diễn Triệu cắt ghép những cảnh quay phạt cuối cùng và một số cảnh quay khác thành một đoạn video, phát sóng như một phúc lợi. Hai khách mời cuối cùng trở về là Tiêu Dung và bác sĩ thiên tài Chu Dực, trông họ có vẻ hơi chật vật. Hơn nữa trong quá trình phát sóng trực tiếp cũng biến mất một khoảng thời gian và phải nhận hình phạt rửa bát sau bữa tối. Đương nhiên là không thể để hai người họ thật sự rửa bát được, đặc biệt là Chu Dực, anh ta là bác sĩ phẫu thuật não, đôi tay đó là để phẫu thuật, cần được bảo vệ cẩn thận. Cho nên, chỉ làm bộ dạng một chút, rồi để nhân viên công tác hoàn thành. Tô Nhan biết chuyện tình cảm riêng tư của Chu Dực và em trai Tiêu Dung, Tiêu Trúc, đoán chừng hai người này đã cãi nhau, cuối cùng còn động tay động chân. Trên cổ Chu Dực có một vết xước do móng tay. Yến Trạch cười nói, hai vị có muốn chơi bài không? Được đấy, Chu Dực đáp. Tiêu Dung cũng nói, chơi như thế nào? Tô Nhan ngồi khoanh chân, Tiểu Mộ Mộ cuộn tròn trong lòng cô, vô cùng thoải mái. Miệng con bé vẫn luôn nhai chóp chép, không phải ăn trái cây thì là ăn thịt khô. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ trái cây của con bé, sẽ thấy không phải lấy từ đĩa trái cây. Thỉnh thoảng Tiểu Mộ Mộ cũng được ăn một quả, thích thú vô cùng. Trong miệng Tô Nhan đang nhai một miếng thịt khô, trên tay cầm bài poker. Nhà trên của cô là Cố Nhất Châu, nhà dưới là Yến Trạch. Tô Nhan giả vờ không biết chơi, cứ ép Yến Trạch, một đôi A, báo đơn. Yến Trạch úp bài trên tay xuống, không theo. Tư quý, Tôn Doanh đánh ra 4 lá bài số 3. Đều nói không theo, đến lượt Tô Nhan, đương nhiên cũng không theo. Yến Trạch đánh ra 4 lá bài K, hiện tại là bài lớn nhất. Đương nhiên mọi người đều không theo. Yến Trạch ném ra một lá bài, 4. Trong tay Tô Nhan đang cầm một lá Joker, người thắng đầu tiên. Hoắc Thành khinh bỉ nói, này anh bạn, chúng ta là bạn bài đấy nhé. Thật sao? Yến Trạch như vừa mới phản ứng lại, ném ra 4 lá bài số 5, tứ quý. Trong tay anh có bao nhiêu tứ quý vậy? Tôn Doanh cạn lời. Hoắc Thành đáp, hết rồi. Yến Trạch, tặng anh một lời khuyên chân thành, phụ nữ ấy mà, không thể quá nuông chiều. Tôn Doanh ném bài trên tay xuống, lích cầu, rốt cuộc chẳng được gì. Tô Nhan đáp, cũng chưa chắc, lích cầu đã có được niềm vui khi theo đuổi. Không phải có câu nói như vậy sao? Kết quả không quan trọng, quá trình vui vẻ hạnh phúc đã là chiến thắng vô số lần rồi. Tôn Doanh uống một ngụm rượu vang đỏ, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, cũng có lý. Giống như đàn ông theo đuổi phụ nữ, cho dù quá trình gian nan thế nào, sau khi có được rồi thì sẽ nhanh chóng mất đi cảm giác mới mẻ. Nói về kết quả, đàn ông coi trọng quá trình hơn kết quả. Cho nên phụ nữ ngàn vạn lần đừng để đàn ông dễ dàng có được. Có đôi khi lại ngược lại, đàn ông vừa lên thuyền, đã bị đá xuống. Yến Trạch sáo bài, sau khi sáo xong thì đưa cho Chu Dực chia bài. Chu Dực trông nho nhã, nhận lấy bài bắt đầu chia. Bàn tay anh ta rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, vừa trầm ổn vừa linh hoạt, động tác chia bài đặc biệt đẹp mắt. Nghe Yến Trạch nói, Tôn Doanh đánh giá anh và Tô Nhan, thật sao, xem ra anh như có kinh nghiệm lắm nhỉ. Hoắc Thành Dành nói, tôi chính là ví dụ điển hình, rất nhiều phụ nữ sau khi có được tôi, đều không hề trân trọng tôi, bọn họ chỉ nhìn trúng tiền của tôi, sau khi lấy được tiền thì cao chạy xa bay. Thảm vậy sao? Chu Dực cười nói, lá bài cuối cùng được chia cho Hoắc Thành. Hoắc Thành vẻ mặt đau khổ, chẳng phải sao. Vậy còn Hoa Tư Kỳ, lúc tôi đến bãi đậu xe của tập đoàn Hoắc Thị, đã gặp cô ta.
Cô ta gào lên nói là đang mang thai con của anh, kết quả bị nhân viên an ninh nhét vào xe, đưa đi. Tiêu Dung khinh bỉ nói. Hoắc Thành châm một điếu thuốc. Vừa mới hút một hơi, liền nghe thấy Yến Trạch nói, Tiểu Mộ Mộ còn ở đây. Hoắc Thành lập tức dập tắt điếu thuốc. Tiêu Tổng, nếu như cô có chút ít hiểu biết về tôi, thì sẽ biết tôi vô sinh. Điều này tôi có thể làm chứng. Chu Dực vừa nói vừa xếp bài trên tay. Không phải anh là bác sĩ phẫu thuật não sao? Tiêu Dung cười lạnh nói. Đồng cảm thôi, Chu Dực thản nhiên đáp. Tô Nhan đút miếng thịt khô còn lại trong miệng cho Tiểu Mộ Mộ. Tiểu gia hỏa ăn ngon lành, chiếc đuôi lông xù nhẹ nhàng ve vẩy.